Ok, hi, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Bộ TV. Thì hiện tại bọn mình đang ở trong một cái chuyến du lịch của team building của Điện Thoại Bộ TV và nói chung là tất cả công ty của 7S. Và hiện tại thì anh Tuấn đã bị mất một cái chiếc iPhone XS Max và đây mọi người có thể thấy hiện tại mình đã định vị được cái chiếc iPhone của anh Tuấn. Đây là mọi người có thể thấy. Hình hiện tại thì mình đang ở Nha Trang cho nên là mình với anh Tuấn sẽ cùng đi đến tại cái địa điểm đó để thử xem là bọn mình có nhận được cái chiếc iPhone XS Max không nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với nhân vật chính, cái người mà đã mất cái chiếc iPhone XS Max ngày hôm nay. Trời ơi, 30 chai. Tức ơi, nói giùm em đi. Ok, chào mọi người, thì mình đây, mình nói chung là mình đang bị mất một chiếc XS Max thì thực sự thì muốn chia sẻ với các bạn một chút thôi, là mình thì mình đang ở trong một cái trạng thái rất là bình tĩnh. Tại vì là nói chung là chúng ta mất cái gì ấy thì chúng ta cũng cần phải bình tĩnh. Điều thứ hai á, là mình thấy rất là vui là có anh em đang ở đây này, có anh em Điện Thoại Vui TV và tất cả các bạn đang cùng với lại mình này. Thì bọn mình đang đến với lại cái chỗ mà cái điện thoại iPhone của mình nó đang ở đó. Đã xem một phút trước, nghĩa là đã xem nghĩa là gì? Nghĩa là cái người đó họ đã mở cái điện thoại ra và họ bấm thử, họ nhấc cái điện thoại lên và họ xem thử rồi thì nó mới có cái chữ đã xem. Đấy, thì đây cũng là một cái kinh nghiệm cho các bạn, nghĩa là khi mà các bạn đã thấy rằng là cái điện thoại đó nó đang ở cái chế độ là đã xem một vài phút trước, nghĩa là một vài phút trước cái người đó họ đã thấy cái điện thoại đó rồi và họ mở ra họ xem rồi, chứ không phải là họ không biết cái máy nó đang ở đâu. Đấy, thì thực ra là nó cái này thì nó cũng là một cái tin khá là sao nhỉ, gọi là khá là buồn. Tại vì là maybe là cái người đó họ đang có một cái ý định là không muốn trả lại, bởi vì là mình đã gọi và mình đã ping cái chế độ phát âm thanh ở trên Find My iPhone thì nó sẽ kêu, dù là điện thoại của các bạn đang bật silence thì nó cũng sẽ kêu, chỉ trừ khi là người ta tắt máy thôi thì nó mới không kêu đó. Thì ok, đến nơi rồi, giờ ra thôi, nói chung là cũng khá là gay cấn. Ok, bây giờ bọn mình đã đến nơi rồi, bây giờ mình sẽ cùng đi tìm cái chiếc iPhone XS Max của anh Tuấn nhé. Ok, hiện tại thì theo cái chiếc iPhone của mình á thì mình đang đứng một cách rất là gần, và như các bạn có thể thấy ở trên màn hình thì cái chiếc iPhone của mình á nó vẫn đang còn online chứ không phải là offline, cho nên cái tỷ lệ mà để tìm được cái chiếc iPhone XS Max của anh Tuấn là rất là cao, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm nha. Ok, lúc nãy thì mình với anh Tuấn có đi chung ở trên một cái chiếc xe taxi, nhưng mà có lẽ là mình quên ở trên đó, bây giờ có một cái chiếc xe ở ngoài trước đây thì mình sẽ cùng với các bạn sẽ cùng hỏi thử anh tài xế đó có thấy được cái chiếc iPhone XS Max của mình không nha. Rồi, ok. Bây giờ mình với anh Tuấn sẽ thử cái chuông gọi là báo mất ở trên iPhone XS Max để thử xem là mình có tìm được không nhé. Mình hy vọng là sẽ được. Bây giờ là mình phải tìm cái Remy Taxi, Remy Hotel. Cái máy anh nó còn on không? Grab nào? Lỡ ông tắt nguồn rồi mình không nghe sao? Còn on. Remy Hotel này. Remy Hotel là một cái khách sạn, địa chỉ của mình đang ở đâu đây? Sao sai rồi? Bọn mình có định vị được là ở khách một khách sạn tên là Remy, mà Remy từ chỗ bọn mình đi tới chỗ đó thì cũng tương đối là xa, cho nên là chúng ta sẽ cùng đi tìm nha. Khoảng 500 mét thôi, không xa lắm. Rồi ok, bây giờ bắt đầu nhé. Đây, và bây giờ thì bọn mình đang trên hành trình đi đến đi tìm cái chiếc iPhone XS Max của anh Tuấn. Thì hiện tại lúc nãy bọn mình xuống xe á thì sẽ ở số 30, nhưng mà cái khách sạn này nó ở số 30D cho nên là sẽ phải đi bộ lại một tí nữa. Và mình hy vọng rằng cái cuộc dạo chơi trong đêm vào lúc khoảng như bạn có thể thấy vào khoảng 2:30 sáng thì nó sẽ kết thúc một cách tốt đẹp. Ok, và bây giờ thì bọn mình đã gần tới rồi. Đó, các bạn có thể thấy cảnh đêm ở Nha Trang thì nó cũng không có quá là nhộn nhịp như ở Sài Gòn, thì chỉ có một số những cái vị trí trung tâm lớn, ví dụ như đường Trần Phú
thì sẽ có những cái bar hoặc là những cái khách sạn để các bạn có thể chơi trên đó. Và đặc biệt nếu như các bạn đến Nha Trang thì bạn hãy nhớ tới Skyline, chơi rất là tuyệt nha. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục hành trình đi tìm chiếc iPhone XS Max. Đây, bọn mình cũng đã gần tới rồi. Đây, bây giờ mình với anh Tuấn đang di chuyển lại tới ngay cái chỗ mà bọn mình định vị được. Đây anh Tuấn, đó, mất 30 chai nên là đi rất là nhiệt tình. Nhưng mà rất là bình tĩnh. Ừ, nhưng mà vẫn rất là bình tĩnh. Các bạn mất điện thoại từ sau thì đi, sau các bạn xem cái clip này, các bạn mất điện thoại em. Thì các bạn sẽ làm đúng như mình làm hôm nay. Nói chung ấy, thực ra là ê, kìa, kìa, rất là nhiều taxi ấy. Đây, các bạn có thể thấy ngay cái ngón tay của mình chỉ có rất là nhiều những cái chiếc taxi. Và một trong những cái chiếc đó có thể là cái chiếc mà anh Tuấn đã làm rơi. Thì bây giờ bọn mình sẽ tới đó. Và hy vọng rằng thì bọn mình sẽ tìm được cái chiếc iPhone XS Max của anh Tuấn. Đây, các bạn có thể thấy rất là nhiều những cái chiếc taxi. Tại vì lúc nãy bọn mình đi về bằng taxi cho nên là đây. Rồi, ok. Mình phải chuyển góc một tí. Ok. Rồi, bây giờ anh Tuấn sẽ mở một cái chế độ, đây chính là chế độ báo mất. Rồi, anh Tuấn mở đi anh Tuấn. Bấm hình luôn. Wow, anh ơi, cảm ơn anh rất là nhiều. Có gì? Có được. Rồi, rồi ok. Ai cũng vậy mà, mó tao cũng vậy à. Tao mó tao cũng vậy chứ đâu phải ai đâu. Rồi, nói chung là cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi. Và các bạn có thể tới Nha Trang đi taxi quốc tế. Taxi quốc tế. Rồi, taxi quốc tế rất là đỉnh. Tài xế rất là chất. Rồi. Anh tên là gì anh? Anh tên Bảo. Anh tên là Rồi Bảo. Ok. Là anh là lái xe taxi quốc tế. Rồi. Anh. Rồi ok. Mừng quá. Tuấn ơi. cảm nghĩ của anh như thế nào sau khi mà mình nhận lại được 30 chai hả anh Tuấn? Hôm nay thì anh em của anh chất quá, cùng với nhau đi đến 3 sáng vì anh em rất là hay, rất là địch. Mình nghĩ là các bạn nên như thế. Khi mà bạn bè của mình gặp chuyện ngày hôm nay ấy, thì mình rất là cảm kích các anh em ở đây. Đây các anh em, đây là các anh em, đều là các anh em edit. Đây là Duy, editor của Điện thoại Vui TV. Đây là Kiên, là một người làm nghệ thuật trong kênh đấy, người làm nghệ thuật. Okay. Thì thực ra thì sau cái vụ này á thì mình cũng có nhận ra một điều là ban nãy thì mình có nói là cái chế độ vừa xem ở trên iPhone khi mà chúng ta bấm thì không phải là người ta cầm máy lên xem mà là đơn giản là xe nó chuyển động á. Không, nó là khi nó là kết nối liên tục giữa cái điện thoại đó với lại server, nghĩa là đơn giản là mới xem 5 phút trước, nghĩa là cái điện thoại đó 5 phút trước nó đã gửi cái thông tin về địa chỉ của nó lên server, nghĩa là không thể nếu như các bạn thấy rằng đấy cái điện thoại của bạn ấy mà vừa xem trong vòng dưới 10 phút, ok, nghĩa là nếu như các bạn thấy rằng cái điện thoại của bạn ấy mà làm vừa mới xem trong vòng dưới 10 phút mà nó cứ kéo dài như thế trong vòng 30 phút đi thì có nghĩa là chưa có người cập. Tại vì thực sự mà nói ấy,
khi có người cầm ấy, chỉ có hai trường hợp thôi. Nhất là người ta muốn trả lại đúng không, thì người ta sẽ gọi điện thoại, gọi tới số của mình. À, bởi vì lúc này các bạn đã bật chế độ Find My iPhone rồi, nó sẽ có số. Trường hợp thứ hai ấy, là người ta muốn lấy, thì người ta muốn lấy, người ta có rất là nhiều cách để lấy, người ta có rất là nhiều cách để tắt nguồn cái điện thoại của các bạn. Cho nên là nó sẽ, một khi mà các bạn sẽ thấy rằng là nó đã vừa xem từ cách đây khoảng tầm 30 phút không thấy nó online á, không thấy cái điện thoại nó online, không thấy là các bạn mất rồi. Còn nếu như các bạn thấy rằng là vẫn vừa xem được, nghĩa là còn số. Rồi ok, và đây là một trong những trường hợp nói chung là rất là may mắn khi mà rớt điện thoại vẫn nhận lại được. Nói chung là nhờ bác Tài, rất là nhiệt tình nhờ hỗ trợ bọn mình tìm được cái chiếc iPhone SE của anh Tuấn. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Và nếu như thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.